Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Phải nói rằng tự nhiên luôn rất biết cách thách thức trí tưởng tượng của con người với những dạng sống cổ đại được lưu lại trong hóa thạch. Càng tìm hiểu thì chúng ta càng thấy mình biết ít về những gì đã diễn ra hàng triệu, triệu năm trước. Khủng long coi vậy chứ còn bình thường chán. Độc lạ thì có thể kể đến những gương mặt như Tully Monstrum, Helicobrian hay voi ngà sẻng Platymegalodon mà kênh từng đề cập. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ của những dạng sống kỳ lạ mà con người từng biết đến. Cây viết về cổ sinh Riley Black từng nói rằng: "Tôi không hứng thú với việc tìm hiểu về sự sống ngoài vũ trụ, không phải vì chúng quá xa xôi mà là bởi ngay trên trái đất này, chúng ta đã có vô số những thứ kỳ dị và quái lạ để tìm hiểu rồi." Ngày hôm nay, mời các bạn hãy tiếp tục cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về một sinh vật kỳ lạ, có ngoại hình như kẻ du hành đến từ một hành tinh khác, Dolichocorus incens, một giống loài mà nhìn vào bạn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một trò chơi điện tử, từng là hiện tượng một thời, Among Us. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Thật ra thì ban đầu, Dinoman không hề chủ động tìm hiểu về Dolichocorus. Tuy nhiên, việc Dinoman biết đến cái tên này bắt đầu từ một sự kiện khá thú vị diễn ra vào khoảng đầu năm 2023. Khi đó thì nhiều tài khoản trên Twitter, Facebook loan tin về một phát hiện cổ sinh vật học mới, đó là một loài tôm cổ đại có danh pháp là Sussocaris saliti. Theo những gì được đăng thì loài tôm này được xác định từ một mẫu hóa thạch mà người ta khai quật từ nhóm địa tầng Selborne thuộc tỉnh Sussex ở Anh. Các bài đăng này còn ghi thêm, tôm Sussocaris thuộc họ Thylacocephalan, một nhóm giáp xác có kiểu hình một mai và một mắt đặc trưng. Điểm nổi bật nhất của Sussocaris là cặp càng mảnh và dài hơn so với các Thylacocephalan khác. Ngoài phần chữ thì các bài đăng từng kèm thêm hình ảnh hóa thạch cùng tranh phục dựng của loài tôm này. Và điều thú vị là trong hình ảnh phục dựng của Sussocaris saliti giống hệt các nhân vật trong trò chơi nổi tiếng thế giới, Among Us. Trong trò chơi lấy bối cảnh bên ngoài không gian vũ trụ, người chơi sẽ đóng một trong hai vai trò. Đa số là các thành viên phi hành đoàn và một số ít là những kẻ giả mạo, imposter. Phi hành đoàn có mục tiêu tìm ra và loại bỏ tất cả kẻ giả mạo cũng như hoàn thành các nhiệm vụ xung quanh bản đồ. Còn phe giả mạo có mục tiêu giết các thành viên phi hành đoàn mà không bị ai phát hiện. Các nhân vật trong trò chơi thường mặc một bộ đồ không gian cách điệu với phần kính to đùng. Thú vị và trớ trêu hơn, Sussocaris lại chính là một kẻ giả mạo, bởi thực chất khám phá này chỉ là một tin giả được bịa ra bởi hai tài khoản Twitter. Một người thì làm giả hóa thạch và bịa thông tin, còn một người thì vẽ ra hình ảnh phục dựng con tôm pha ke, cùng thêm một vài chú thích để tăng độ uy tín cho nó. Kết quả là cả hai đã phải đăng bài đính chính sau khi bị bóc phốt bởi một số nhà cổ sinh vật học, còn cư dân mạng thì một phen xôn xao vì bị lừa. Thậm chí là tại Việt Nam thì việc bị lừa còn nghiêm trọng hơn, bởi thông tin đã bị đăng lại bởi nhiều trang có lượng theo dõi lớn mà không hề kiểm chứng, đồng thời số lượng người dùng Twitter ở Việt Nam lại không nhiều để đọc bài đính chính về sinh vật này. Trên thực tế, không cần phải chế ra Sussocaris, chúng ta đã có những sinh vật đủ kỳ lạ và cũng trông giống những nhân vật trong trò chơi Among Us không kém. Đó chính là Dolichocorus incens, một loài giáp xác đã tuyệt chủng với hóa thạch được tìm thấy tại Pháp. Chúng có cơ thể không quá to lớn nhưng lại sở hữu cặp mắt quá khổ, cùng cặp càng khá dài khiến chúng trông giống những phi thuyền sửa chữa trong không gian thường thấy ở các bộ phim khoa học viễn tưởng, hoặc giống như anh bạn nhân vật trong Among Us như đã đề cập. Dolichocorus sống cách đây 160 triệu năm trước. Nó được nhà cổ sinh vật học người Bỉ Victor Van Straelen mô tả và đặt tên vào năm 1923. Tên chi Dolichocorus được Van Straelen đặt để vinh danh Louis Dolo, nhà cổ sinh vật học lưng danh người Bỉ, người nổi tiếng với luật Dolo, trong đó cho rằng quá trình tiến hóa không thể đảo ngược. Tên loài incens có nghĩa là to lớn hoặc là phi thường. Từ đó đến nay thì đã có một số nghiên cứu về Dolichocorus được xuất bản, nhưng thật sự nó là gì thì vẫn chưa ai biết chính xác. Điều cụ thể nhất mà người ta biết về Dolichocorus đó là nó thuộc ngành chân khớp và có thể là động vật giáp xác, còn nó là tôm, cua hay là rán biển thì không ai dám chắc, bất kể chúng ta đang có trong tay những mẫu vật tương đối hoàn chỉnh của sinh vật này. Lý do đơn giản là vì nó quá đối kỳ lạ, cũng giống như trường hợp của Tully Monstrum mà Mê Khủng Long từng đề cập trong một video trước. Vậy thì những điểm kỳ lạ đó là gì? Dễ thấy nhất là nó có một đôi mắt rất to, thuộc dạng mắt phức. Mỗi bên mắt của nó đã chiếm tới 1/4 chiều dài cơ thể, và các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 18.000 thấu kính mỗi bên. Mắt của một mẫu vật Dolichocorus được tìm thấy ở miền Nam nước Pháp, hóa ra lại nằm trong số những đôi mắt hóa thạch của động vật không xương sống được bảo quản tốt nhất từ trước đến giờ, còn có thể nhìn rõ được các tế bào cảm thụ. Theo các nhà khoa học, đôi mắt này cho thấy Dolichocorus là một kẻ săn mồi có thị lực khá tốt, và có lẽ chúng sẽ săn mồi một cách nấp trong những vị trí kín đáo,
quan sát chuyển động của con mồi và khi khoảng cách đủ gần, hay lệ hấp, nó sẽ dùng đôi càng dài của mình để túm lấy con mồi tội nghiệp, thường là những động vật chân khớp nhỏ hơn như những gì được bảo quản bên trong ruột của các hóa thạch Dolichocaris nguyên vẹn được tìm thấy. Tuy nhiên, đôi mắt này cũng mang lại một vấn đề nan giải khác. Các nhà khoa học cho rằng, hệ thống phát hiện con mồi bằng thị giác của Dolichocaris sẽ hoạt động tốt nhất ở gần mặt nước, nơi có nhiều ánh sáng hơn. Tuy nhiên, người ta lại tìm thấy hóa thạch của Dolichocaris trong những lớp đá của kỷ Jura, nơi có sự hiện diện của những sinh vật sống ở tầng sâu của đại dương, chẳng hạn như là mực macaron, các loài hệ biển sống ở đáy. Đây là một điều khá khó lý giải, tuy nhiên cũng có thể là chúng vẫn là loài sống ở vùng nước nông, nhưng sau khi chết đi đã bị hải lưu cuốn ra những vùng nước sâu hơn và hóa thạch ở đó. Ngoài đôi mắt đáng chú ý thì ngoại hình của Dolichocaris còn bao gồm một hàng chân nhỏ để hỗ trợ cho việc bơi, ba cặp chân khớp có móng vuốt. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì Dolichocaris không phải là một sinh vật giỏi bơi lội. Điều đó lý giải vì sao chúng săn mồi theo cách mai phục hơn là trực tiếp đuổi theo con mồi, và do đó phải phụ thuộc rất nhiều vào thị giác cũng như cặp càng lớn linh hoạt của mình. Thú vị hơn, Dolichocaris có vẻ không hề đơn độc. Trong thế kỷ 20 cho đến đầu thế kỷ 21 thì các nhà khoa học đã phát hiện một số giống loài tương tự, chẳng hạn như Anictozoon, Glossocaris, Concavicaris hay Convexicaris. Họ cũng đã thành lập một số nhóm khác nhau để gộp chung các giống loài có đặc điểm tương đồng này, chẳng hạn như lớp Thylacocephala vào năm 1982, lớp Conchiliocarida vào năm 1983, bộ Concavirida cũng vào năm 1983. Những phân tích sau đó cho thấy cả ba nhóm này có thể là một, và do đó chúng lại được gộp lại với nhau một lần nữa thành lớp Thylacocephala. Đồng thời lớp này được chia thành hai bộ là Concavirida và Conchiliocarida. Thylacocephala có nghĩa là đầu túi hay đầu bọc, và đặc điểm của lớp Thylacocephala đó là chúng sở hữu một cái mày lớn bao bọc toàn bộ cơ thể. Cặp mắt phức của chúng thường rất lớn và có dạng lồi, nằm ở khu vực phía trước của cái mai để tạo thành khía dạng chữ V. Chúng thường có 3 cặp càng có khả năng bắt mồi, còn ở bụng có những hàng chân nhỏ dùng để bơi. Dù Dolichocaris là Thylacocephala được biết đến sớm nhất, nhưng dữ liệu hóa thạch cho thấy nhóm này đã hiện diện từ cuối kỷ Ordovic hay thậm chí có thể sớm hơn là từ kỷ Cambrian. Dolichocaris thậm chí còn chưa phải là kẻ có ngoại hình trông quái dị nhất của lớp Thylacocephala. Hãy xem Anictozoon. Chúng có thể là nguồn cảm hứng cho bất kỳ bộ phim nào về các sinh vật ngoài hành tinh. Hay Glossocaris, chúng thậm chí còn sở hữu đôi mắt to hơn cả Dolichocaris và trông giống như một chiếc nón bảo hiểm có mọc chân. Khi mà sự quái lạ trở nên phổ biến như vậy thì có lẽ nó không hề quái lạ như chúng ta vẫn tưởng. Chỉ có điều giữa chúng ta và những sinh vật kỳ lạ này là một khoảng cách quá xa về mặt thời gian, và thật khó để có thể tưởng tượng rằng chúng đã sống như thế nào với hình hài như vậy trong thực tế chỉ bằng việc nghiên cứu hóa thạch. Và những con tôm mang dáng vẻ người ngoài hành tinh của lớp Thylacocephala cũng không phải là những sự kỳ lạ duy nhất trong thế giới cổ sinh. Vẫn còn vô số những thứ kỳ lạ khác mà cho đến nay chúng ta vẫn phải đang đi tìm cách lý giải, chẳng hạn như Tully Monstrum, quái vật Tully hay Helicobrian, loài cá sụn mà ngay cả việc đặt hàm răng của chúng ở đầu cũng đã khiến chúng ta cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu thì vẫn phải nghiên cứu, và hãy cùng hy vọng rằng những nghiên cứu mới trong tương lai sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm những bí ẩn về các sinh vật này và cho chúng ta hình dung rõ hơn về chúng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.